người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và Cuộc Sống Ở Nhật. Thì mọi người ơi, hôm nay là một ngày cuối tuần cho nên Quỳnh order về là một cái thùng hải sản để mà mình ăn cho đã nha. Bây giờ thì Quỳnh sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Cái thùng hôm nay Quỳnh đặt thiệt là siêu to luôn mọi người. Đây, mình mở ra nha. Đấy. Rồi phía trong đây thì Quỳnh mua là hai con bào ngư nha. Rồi tới là rau bạch tuộc, cá hồi. Và ở đây thì là có là cái này còn gọi là mực nha mọi người. Đây, mực cuốn trong giấy báo nè mọi người. Ở nhà có cuốn trong giấy báo, nó rất là ngon và tươi luôn. Cho mọi người xem đây đây mọi người ơi, bỏ ra nha. Đây lá tông nè, đó mực con cua hoàng đế siêu to khổng lồ nha. Đó đây mọi người ơi, trời ơi mọi người thấy nó còn sống không mọi người ơi? Đó mọi người thấy nó còn sống không? Đó là con cua vẫn còn sống, tươi rồi rối luôn nha mọi người. Tươi rồi rối luôn. Rồi nha, Quỳnh cho vào đây là sả với lại là gừng nha. Ở dưới đáy nồi nha. Lót cho nó thơm nha mọi người. Rất là to nè mọi người. Rất là to luôn. Rồi Quỳnh phải cho vào nồi luôn nha. Qua hy vọng là vừa nha mọi người. Trời ơi, vừa y cái nồi luôn nè. Rồi bây giờ Quỳnh cho nước vào nha. Rồi Quỳnh đẩy nắp lại luôn. Rồi bây giờ thì Quỳnh cũng sẽ làm luôn là bào ngư nha. Còn cá hồi với là rau bạch tuộc á thì là Quỳnh để Quỳnh ăn sống nha. Thì Quỳnh sẽ cho muối lên. Trời ơi, nó có muối vô. Nó có muối vô coi nó lượn lờ mọi người. Và sau đó thì Quỳnh dùng cái bàn chải Quỳnh chà ha. Chà cho nó sạch sẽ là được. Đây. Nó ra cái viền trắng trắng mọi người thấy không? Đây, cái viền trắng trắng vậy nè mọi người, là cái miệng của nó nha. Cho nó đẹp hơn á, thì mình cắt ở đây dài đường nha. Để khi mà hả bào ngư nó chín á, thì lên nó sẽ nở những cái khía này ra nó đẹp hơn nha mọi người. Đó, là Quỳnh đã làm xong một cái con bào ngư nha. Rồi, bây giờ tiếp theo thì Quỳnh cũng sẽ làm luôn mực nha. Mực thì Quỳnh lấy cái phần mực ra thôi. Rồi mình kéo nó ra. Đó, bỏ luôn cái phần này luôn nha. Rồi. Có phần miệng mực nè, Quỳnh nặng bỏ cái phần miệng mực luôn. Cho muối vô, rồi mình chà hết mấy cái phần chân của nó nha. Này thì có con mắt nè, mình khứa ngay chỗ đường con mắt. Rồi mình lấy con mắt ra thôi. Rồi ở đây Quỳnh làm được phần đầu mực xong ha. Rồi Quỳnh cũng đã làm xong phần mực luôn. Rồi cua nãy giờ Quỳnh hấp nó sôi quá trời rồi, bây giờ Quỳnh sẽ cho tiếp cái phần hải sản tiếp theo vào nha. Mực ở trên cái mình cua luôn nè, rau mực luôn nè, bào ngư nha. Rồi Quỳnh đẩy nắp lại, Quỳnh hấp chút xíu nữa cho nó chín nha. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Con là Sa. Con là con. Con là con. Rồi bây giờ con ăn đi. Rồi con sang tay áo lên. Thì mọi người ơi, cái mâm ngày hôm nay thì Quỳnh cũng đã chuẩn bị xong rồi. Xin bây chào giờ... cô chú, xin chào các bạn. Con là con. Con là con. Xin mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Bây giờ Quỳnh để xin chào cô chú, xin chào các bạn. Xin chào con là con. Con là con. Trời đất ơi, thôi ăn đi nè. Ăn giùm đi nè. Rồi ăn. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Xin rồi. Chào. Rồi. Con là con. Thì hôm nay Quỳnh ăn ở đây là sashimi nha. Cho nên là bây giờ Quỳnh sẽ cho ở đây là cái wasabi nha mọi người. Wasabi vào đây đó. Rồi sau đó thì Quỳnh sẽ quậy đều cái wasabi này lên nha. Để mình chấm với lại cái cá hồi mình ăn nha mọi người ơi. Để cá hồi nguyên miếng ăn nó ngon hơn nha mọi người. Cắn nó phê hơn nha. Cho nên là Quỳnh sẽ không có cắt ra nha. Và ở phía bên đây thì Quỳnh có chuẩn bị là một ít cái nước sốt nha. Nước sốt này thì Quỳnh mua thôi. Mọi người có thể mua ăn cho nó nhanh, nó tiện nha mọi người ơi. Rồi không có biết để chỗ nào luôn nè mọi người. Để mà nó nghiêng ngả, ngả nghiêng chén mà Quỳnh ghê. À mà quên nữa mọi người ơi, trước khi mà ăn một cái bàn ăn như vậy á, thông thường thì Quỳnh hay lo lắng đến về cái vấn đề mà Quỳnh là sẽ bị là
dư thừa chất á, và mỗi ngày nó sẽ tích tụ vào, cho nên là Quỳnh rất lo vấn đề về cân nặng của Quỳnh nha. Cho nên hả, Quỳnh á là muốn chia sẻ với mọi người một cái loại mà Quỳnh hay mỗi lần mà Quỳnh lên ăn múc ban là Quỳnh hay sử dụng nha. Đó là cái loại là viên uống chống hấp thụ calori này của bên nhà Quỳnh nha mọi người. Viên uống này thì mình uống trước bữa ăn ha. Mình uống trước bữa ăn nha. Viên uống chống hấp thụ calori này á thì là một bịch như vậy là mình uống được là một tháng nha mọi người. Một ngày là mình uống là 5 viên nha. Ở một ngày uống 5 viên và chia làm 3 lần. Mỗi lần á thì là buổi sáng uống 1 viên, trưa là uống 2 viên, tối là uống 2 viên, uống trước bữa ăn nha. Đó, đây. Uống trước bữa ăn từ 15 cho đến 30 phút, hoặc là nếu mà bữa nào mọi người quên á thì mọi người trước lúc ăn vậy là mọi người uống luôn cũng được nha. Rồi bây giờ lấy ra 2 viên mình uống ha. Quảng cáo cho mẹ nữa, trời đất ơi. Rồi mình sẽ lấy ra mình uống nha. Với lại cái viên uống chống hấp thụ calori này thì phụ nữ mang thai và cho con bú thì không có uống nha mọi người. これも注文してね。Được cái là Quỳnh rất là thích. Ừ. Được cái là Quỳnh rất là thích cái sản phẩm này, là mọi người biết sao không? Là bởi vì á, uống vào á nó không có gây mệt mỏi nè, không gây mất sức, không gây tiêu chảy, không gây tăng cân, cũng không cần tập thể dục luôn mọi người. Nó hỗ trợ mình đào thải ra cực tốt luôn, làm cho mình không có bị tăng cân nha, mình ăn ngon rồi mình không lo tăng cân nha. Đặc biệt là những chị nào mà thích đi ăn đêm, ăn khuya, hoặc là ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều tinh bột nha mọi người, hoặc là mình thích ăn những cái món đồ ăn mà ăn nhanh á, là những cái đồ ăn đó là rất là nhiều calori, cho nên mình dễ rất là bị tăng cân nha. Đó, cho nên là mình nó hỗ trợ mình rất là nhiều nha. Đặc biệt là chị nào đã mập sẵn rồi, hoặc là chị nào mà mình đã giảm cân thành công bởi những cái sản phẩm khác và mình có cái cơ địa dễ bị lên ký thì mình uống nó rất là phù hợp nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cho mình ăn mọi người. Đây. Nhức nắp mọi người. Đây. Trời ơi xé rồi nè mọi người. Đó. Ra cả một cái cạn luôn nè. Nhức nhói tâm hồn luôn mọi người. Đây. Hôm nay mua được cái càng cua ngon quá, chân cua mình đế ngon quá trời ngon mọi người. Đó. Ây da. Trời ơi. Cái gai của nó đậm đà mọi người. Đó. Trời sao nó ăn thấy ngon, ở đây còn khúc nữa mọi người. Còn khúc gỡ ra luôn nha. Nó còn khúc gỡ ra luôn. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu chấm nha. Rồi mình chấm vô đây. Rồi. Mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Rồi vô mọi người. Quá sáng ngọt mà. Lâu lắm rồi hôm nay mới ăn lại cuộc đế mà. Với lại cái sản phẩm này á, nó được một cái nữa nha mọi người. Với sản phẩm này á, được một cái nữa là phía trong á, là nó được chiết xuất từ là thân, rễ, lá của cây dâu tằm. Cho nên khi mà mình uống vào á thì nó còn hỗ trợ mình làm đẹp da nữa nha. Và đồng thời á là trong đây nó có luôn cái thành phần chitosan, thì cái thành phần chitosan này nó hỗ trợ mình là đào thải lượng calori ra cực tốt luôn. Cho nên là chị em nào mà mình đang lo lắng vấn đề cân nặng của mình thì tranh thủ mua cái con em này nha. Hiện tại bây giờ mọi người biết rồi đó, mình ăn mình khó kiểm soát á, cho nên là mình chỉ phải có cái tiệc chiêu nha mọi người. Không có tiệc chiêu là coi như là thua nha. Phụ nữ mình mọi người biết sao, nhức dáng gì da mà bây giờ mình không được cái dáng nữa thì sao, cái da mình không đẹp rồi giờ không được cái dáng nữa sao mọi người. Cho nên là bây giờ thôi cố gắng mọi người. Mình tất nhiên không đẹp bằng người mẫu, ca sĩ, diễn viên nha, nhưng mà mình cố gắng sao cố gắng mình đẹp hơn của ngày hôm qua là được nha. Ngon mà ăn cũng bồng lên nha. Ủa ngon mà ăn. Nhức nách chưa, cái phần dưới luôn chấm vô.
cua với mẹ nha. Trời. Đủ nó ăn bất cứ gì nó ăn rồi à. Ăn bọng ngon mà. Ăn cái mực nha. Tori. Sutori kiểu này です. Collagen wa sutori kiểu này です. Story. Lúc đầu mình vô mình mặc áo màu xanh nha mọi người. Mình đứng mình xả nước, nước giang ướt hết trơn mình đi thay cái áo mới. Ở trong có luôn cái trứng mà. Ngon. Ngon. Nhức nhớ luôn. Trứng không à. Cay quá. Cay quá hả? Dạo này sang cay giỏi quá nè. Đúng không? Ăn cay siêu giỏi luôn. Được không bé nha. Hồi lúc trước á, Quỳnh cũng có chia sẻ với mọi người một lần là Quỳnh dùng cái viên uống chống hấp thụ calori nè của một hãng khác nha, nhưng mà mình phải xài nhiều loại mình mới biết được loại này hiệu quả mà. Live stream を見てる人だったら分かると思うんです。は？Live stream を見てる人だったら分かると思います。このカロリーカロリー、うん、あカロリーカロカロリーっていうやつ。Cái bạch tuộc này hôm nay Quỳnh sở dĩ Quỳnh không bỏ giờ Quỳnh vô khoa nắp luôn á, là bởi vì đã 90% rồi hả. Cái bạch tuộc ở Nhật mà khi mà chưa có luộc á là cái màu nó giống như là con mực của mình vậy đó, mực chưa làm mà, nhưng mà mua ở trong siêu thị là giờ nó bị trụng sơ quên hết cho nó mới màu đỏ nè. もうダメ。はあ。辛いもんいっぱい食べると病気する。ăn gì nhanh dữ vậy? Không xíu nhanh mà. 最後にみんなに教えたいことがあります。今小学生です。Nói tiếng Việt đi. 小学生ってベトナム語で何? Học lớp 1.Học lớp 1 sao học lớp 1 rồi? Sao học lớp 1 rồi? Sao học lớp 1 rồi? Học lớp 1. Học lớp 1. Trả xuống trước rồi mọi người. Sayonara bokutachi no yōchien. Bokutachi no sonda hi wa. Mình sẽ ăn tới miếng cá hồi nha mọi người. Để mình nhìn miếng cắn mới đã mà. Béo. Bỏ vô miệng cắn đã mà. Cái phần này là cái phần mà béo nhất của hội mà. Cái phần mỏng thế nào. Ăn đúng đỉnh luôn à. Mỡ gì chứ mỡ động vật thì là không tốt, mà mỡ cá tốt nha. Ăn cái này bao sáng mắt mùa này. Dĩ quên nói với mọi người là cái loại hôm nay Quỳnh uống
thì là phụ nữ mang thai và cho con bú không sử dụng được nè. Rồi những cô chú anh chị nào mà lớn tuổi mà mình bị mắc những cái bệnh nền như là bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, mà mình đang sử dụng những cái loại thuốc của bệnh viện để mà mình điều trị cái bệnh nền đó mọi người, thì mình nên hỏi qua ý kiến bác sĩ trước khi mà mua cái sản phẩm này sử dụng nha. Tại vì nhiều lúc á, khi mà mình điều trị cái bệnh nền của mình rồi mình uống cái thuốc thực phẩm chức năng như nữa, hai cái nó khác nhau nha, nó gây ra cái tác dụng phụ cho cơ thể nó không có tốt. Nhưng mà ngon quá trời luôn mà, béo. Bởi vì là nguyên mâm vậy cho nên là quần mấy thức ăn ít nha mọi người. Mọi người cũng biết rồi đó. Cái con cua này nó nặng 4kg mà, thì không thể nào một mình quần mà xơi hết nổi nha mọi người. Không thể nào nha. Trời ơi con nó bự mà. Ngon ghê anh trời. Hấp cái nước nè mọi người. Trời ơi, cái nước nó hơi mặn mọi người. Cái nước đó là bởi vì là con cua này nó sống dưới biển á, nó rất chị thôi, nó rất cái đầu mực nó chạy nữa mọi người. Bởi vì con cua này sống dưới biển á cho nên là cái nước nó mặn, mình ăn là mình ăn ở trong thôi mọi người. Rồi múc vô trong nha mọi người. Đây đây mọi người, nhức nách nó béo nó ngon. Còn cái gạch ở trong mọi người nó béo ghê. Mọi người biết không, cái con cua hoàng đế thông thường á, người ta mua về người ta ăn chủ yếu là cái phần chân là chính nha. Thấy thế nào mọi người, trời nó chảy nước ngon mọi người. Cái chân thì đỡ mặn hơn nha, chứ mà cái nắp á, ăn cái này cũng phải cẩn thận mà biết sao. Công nhận mấy con nghĩ gai ghê rồi, nó sống ở biển á cho nên là nó phải tự sinh tự diệt á, cho nên là nó cũng phải có những cái gì mình để bảo vệ người nó đó mình, bảo vệ người của nó gai không. Trời đó nè, test ra. Trời hôm nay mua đứa con cua này nó chắc ghê luôn mọi người. Đó rớt cái đầu ra. Quên nói thiệt chứ một người mà ăn khoảng chừng 2-3 cái chân là no mọi người. Bởi vì nó quá nhiều thịt nha, nó quá nhiều thịt. Đó Quỳnh ăn rứt rứt ra nè, để cho dễ ăn nha. Ở bên Việt Nam cua này mắc nha mọi người. Chứ Quỳnh mua cái con này hồi nãy Quỳnh trả bao nhiêu tiền ta? Quỳnh trả là 3 man 3, thì một man hiện tại bây giờ ở Nhật là 1.8 triệu nha. 3 man 3 là khoảng 5 triệu mấy cho cái con cua này, nó có trọng lượng là 4 kg mấy nha mọi người. 4 kg hơn à. Thì ở Nhật ăn cua nó vẫn rẻ hơn mà Việt Nam mình nhiều nha. Chứ bên Việt Nam mà mình mua con này á là tính ra là tới 8 triệu hoặc 9 triệu hoặc 10 triệu nhưng mà tùy theo mùa. Mà cái mùa này mình mua ở Nhật là giá hơi mắc á, chứ nếu mà vô mùa rẻ lắm rồi. Thông thường sau video là những cái này mình ăn nhưng mà
Ngon. Cái chân thứ ba nha mọi người. Rồi cái chân thứ ba luôn. Ngon quá mà. Thì ra mọi người ơi, hiện tại bây giờ cái viên uống chống hấp thụ calorie này của Quỳnh á, thì là hiện tại đang có chương trình khuyến mãi 10%, và tất cả những cái hàng ở bên công ty Quỳnh đang bán cũng đang là khuyến mãi giảm 10% cho tất cả các đơn hàng nha. Và trên mỗi đơn hàng thì cũng sẽ được tặng kèm là một phần quà trị giá 135.000 của bên Quỳnh nữa nha. Mua đơn hàng trên 500.000 thì phải được ghi ship nè, và đồng thời được tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng của bên Quỳnh nữa nha. Chương trình áp dụng từ ngày là 15 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 này nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào lần sau. Và mọi người đừng quên bấm vào phía dưới góc màn hình để mình tham gia chương trình. Bấm vào đường link nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào lần sau. Bye bye, bye, bye.